mời đội của Kim Tuấn Kiệt giới thiệu trước. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Tuấn Kiệt. Bên cạnh mình là thành viên của đội, đó là anh Nguyễn Đình Vũ và cuối cùng là chị Mai Quỳnh Anh. Ủa em dạ mình giới thiệu phần mình phải chứ. Em là Duy Khánh, vợ của Kim Tuấn Kiệt. Những màn khai thác về thân phận vừa rồi chúng tôi sẽ cắt khi lên sóng. Thật ra mình xác định mối quan hệ. Đây anh, vợ của em nè. Gia đình đến xem mình đó. Con mệt lắm, con mệt mỏi lắm mẹ. Mình hát toàn gì đó nghe chơi rồi. Em hát bài của Gin đi ha. Dạ. À. Được không? Gin hát cho em. Không thể quay được nữa. Dạ. Ờ không, Gin đang yêu em mà sao không quay được nữa. Dạ. Dạ em cũng hát bài đó. Em bị ATSM hả? Anh, em muốn ăn. Ăn đi. Cái lời cũng nhiều đó là dành cho vợ chồng với nhau nha Khánh. À, chứ không phải là bạn bè nha. Vậy là cái đó của vợ chồng rồi, em tập thử được không? Ừ. Sợ. Cái vừa rồi là phim kinh dị nha.